Ngày hôm nay, bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ đáp xuống ở Philadelphia. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sắp tới đây, bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ có tranh luận với ông cụ Tổng thống Donald Trump. Theo các campaign nói cho đài NBC News biết, bà ta sẽ đưa ra focus đẩy tới tất cả những cái gì chi tiết của ông Trump và bà cũng học hỏi những cái gì mà ông Trump tranh luận hồi lúc trước thì sắp tới đây bà sẽ đem cái đó ra xài um, tới ngay bây giờ đó là phải cần lật qua một trang giấy mới. Chúng ta phải đứng chung lại với nhau sắp tới đây. Bà Kamala Harris một cách đưa ra cũng gặp khó khăn để mà cho người ta nhìn thấy cái thay đổi mới. Và bà cũng là một cái người mà phó tổng thống Hoa Kỳ và cũng đưa ra một cách thay đổi cho nên cũng gặp khó khăn một chút xíu. Lần này đó là nhìn thấy một cái thay đổi rất là lớn của giữa bà ta và ông Joe Biden. Đây là theo hồ tờ báo The New York Times báo cho biết. Theo nhìn thấy là có 61% nói sẽ thay đổi rất là lớn mà ngay bây giờ là có 51% nói là ông Trump sẽ thay đổi. Chỉ có phần uh, 25% là người ta nói là bà phó tổng thống Hoa Kỳ thay đổi thôi so với ông Trump. Còn trong lúc này, ông Trump thì ở ngay Mar-a-Lago, ông ta đang tập vật theo được biết, đây là ông ta cũng tập vợ của về tranh luận. Đây là những người mà tới ở bên Florida để mà tập vợ cho ông ta. Bà Tulsi Gabbard là bà hồi lúc trước cũng là dân biểu. Mới vừa bữa thứ bảy vừa qua, ông Trump nói, đất nước của chúng ta đó là những người đang thống trị là những người rất là ngu xuẩn giống như lần rồi tôi tranh luận với ý chô thì nhìn thấy chuyện đó nhớ như vậy rồi vào bữa thứ ba sắp tới đây chúng ta sẽ biết thêm nữa về tranh luận một trong những cái mà ông Trump gặp rất là khó khăn để mà người ta ủng hộ trở lợi, đó là những người phụ nữ. Đây là bà Nikki ngày hôm nay phỏng dấn trên đài Fox. Bà này là hồi lúc trước là chống đối lại ông Trump, đi tranh cử chống ngược lại ông Trump. Tới ngày hôm nay biến trở thành đồng minh của ông Trump. Bà Nikki Haley bà Nikki nói ông Donald Trump và ông J.D. Vance phải cần đưa ra cái thay đổi thay đổi cái cách làm sao mà nói chuyện với những người phụ nữ không thể nào lúc nào cũng đem ra xài nói là cái cách nhìn của những người đó là um, nhìn như thế nào rồi thông minh ra làm sao cái gì cái gì đối với phụ nữ chỉ có nói về các policy thôi chứ đừng có nói về lòng vòng tính ra lần này đó là lần ừ, liên tiếp rất là nhiều lần rồi ông trump đi tranh luận lần thứ bảy và có lẽ là lần này là cũng là cái lần mà cuối cùng ông Trump đi tranh luận đối với bà phó tổng thống. Đối với ông Trump và bà Kamala Harris thì hai người chưa có gặp nhau lần nào chân đó. Ông Trump là rời khỏi cái thành phố ở đây trước khi mà ông Joe Biden đưa ra giao lại cho một người nào kế tiếp ngày hôm nay ông cựu tổng thống Donald Trump sửa soạn cho rất là quan trọng về tranh luận của ông ta. Ông Trump đưa ra hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa lại DOJ, Justice Department, và ông ta sẽ dùng DOJ để mà tấn công những cái người nào mà đấu lại ông đó sẽ bị tấn công ông trump nói đây chúng tôi sẽ một ba sẽ thay đổi thay đổi về cái chuyện bà kem là bà ta đã làm um, cho tham nhũng ở trong ông về mà chính phủ rồi sau khi đó thì ông trump post lên những cái ý hình ảnh của những người nói là bác sĩ Fauci and Bill Gates in... Giống như ông Trump đưa lên nói, đây là những người bác sĩ mà đáng lẽ phải nên bị ở tù. Thì đây là những cái người nào người nào đó, cả luôn ông Dr. Fauci cũng nên bị ở tù. Và cả luôn cái hình mà mọi người nhìn kỹ coi biết hình ai không. Đây là hình đưa lên đó, nói là pin nói hình của bà Nancy, hình của bà phó tổng thống của Hoa Kỳ, hình của ông Dr. Fauci, hình của bà Hillary Clinton, hình của những người nào mà chống đối với ông Trump đó là đều bị ở trong tù hết. Ông Trump nói những người này đó là những người mà làm những cái system của Hoa Kỳ lộn xộn cho nên cần phải bắt rồi trong cái sách mới của ông trump đưa ra à, nói là cả luôn cái người mà của facebook ông trump nói là jack cái người mà là ceo của facebook ông ta mà lần này mà bất cứ làm cái gì lộn xộn mà muốn xen vô về cái chuyện mà của tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ là cái như là rác sẽ vô trong tù vĩnh viễn luôn đó. Rồi thêm nữa, trong cuối tuần này, ông Trump cũng đưa ra hứa hẹn. Ông Trump đưa ra nói là những cái người mà làm ở trong của về mà phiếu bầu cái gì cái gì cái gì đó thì có thể bị ở tù rất là nặng. Ông ta nói cho bất cứ người nào, từ những người luật sư, những người gì, những người gì đó, những người donation, whatever, thì nếu mà ai mà dính dám tới cái chuyện mà gian lận phiếu bầu, và người nào mà có nhìn mà thấy không có khá cho lắm về coi về phiếu bầu là kể như là bị bỏ qua một bên. Rồi người nào mà bị bắt được về gian lận phiếu bầu thì người đó sẽ bị, bị tội rất là nặng, nặng chưa từng bao giờ thấy. Nhưng mà nói về cái chuyện mà gian lận phiếu bầu hay là làm lộn xộn gì đó, cái chuyện đó hiếm có thấy xảy ra trên Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, một người phía ở bên Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra. ở bên Arizona nói là trong lúc này đang rất là lo. Nói là đây là sợ sợ những người dân chuyên môn đưa ra thay đổi phiếu bầu thay đổi cái gì cái gì cái gì đủ hết rồi những cái người đó dùng đủ chiêu thức để mà làm sao mà thay đổi phiếu bầu đủ hết rồi mới vừa mùa hè qua tòa án tối cao của hoa kỳ đưa ra nói là miễn tòi miễn tội cho ông cụ tổng thống Donald Trump. Giống như những gì mà ông ta đưa ra hồi lúc trước mà kêu mà của làm việc cho ông dính dám trong lúc mà ông vẫn còn tổng thống thì ông sẽ được miễn tội theo của những người mà ủng hộ trong Trump nói là những người trong DOJ, những người trong chính quyền, trong chính phủ. Họ nói là những người đó đang tấn công ông Trump, đó là làm cho đe dọa ông Trump và làm cho quấy rối khi ông Trump đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ ông trump nói tôi tin tưởng là capo mà nói người ta ủng hộ cho tôi đó ngay lúc này thì nó cao hơn trước rất là nhiều đó là tại vì những người dân trên hoa kỳ hiểu hiểu là về cái chuyện mà gian lận phiếu bầu